Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày đẹp cuối tuần xin gửi tới quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Dunham, dòng hai mũi tên, dòng rất là sâu tuổi. Đây là một chiếc đồng hồ hai lỗ với bốn búa bốn gông, còn nguyên bản, nguyên zin, có tuần và có cảm khóa trung đêm. Qua nhìn giấy tờ đằng sau thì vẫn còn nguyên một bộ giấy kiểm tra công từ ngày 5 tháng 11 năm 1926. Các bạn có thể thẩm âm. Rất là đẹp. Và về hình thức chạm trổ, điểm họa tiết rất đơn giản nhưng mà rất là sang trọng. Riêng dòng Đức thì nó không rườm rà, đơn giản, rất đơn giản nhưng mà rất sang. Quả riêng quả lắc thì nó cũng hơi móp một chút. Đó, các bác có nhìn em hơi móp một chút thì em thông tin luôn để các bác nắm bắt được một chiếc chìa khóa đậm màu thời gian. Để nhìn thấy một chiếc gông của Dunham hai mũi tên Hoa Thị, gông Hoa Thị, người ta gọi là gông Hoa Thị. Rất là đẹp. Với đúng cái gông đồng, đồng vàng rất là sáng. Và qua cái máy thì các bác có thể nhìn thấy logo hai mũi tên. Đấy, rất là đẹp. Máy gọi máy trắng gương nhưng mà vì một thời gian lên là nó cũng đã hơi ố và có cái số máy ở đây. Và máy của em vẫn là nguyên bản, cót nguyên. Và các bác có thể nhìn thấy ổ cót tất cả nguyên bản hết. Vâng, đây là cái bộ càng khóa trung đêm. Vâng, xin mời quý vị và các bạn giao lưu một chiếc Dunham hai lỗ hai mũi tên qua số điện thoại 0388 310 888, hoặc số Zalo 0386 211 200. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.